Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì anh em còn nhớ cái con hàng này không? Đây rất là lâu rồi nha. Và tự nhiên vô tình tôi còn lưu anh em. Lưu ở trong cái mấy cái file cũ á, tự nhiên nó lục được. Tôi lục cả đâu cả buổi trời mới được con hàng nè. Nằm lúc lúc ở trên tôi ngồi kéo cả buổi mới lên tới anh em ạ. Đây là con hàng nhất đỏ nhì đen và server 771 nha. Cái server rất là lâu rồi, 771 cách này nữa, điểm danh nói chung về phần điểm danh hồi đó tôi mới chơi có 100 mấy ngày là đã nghỉ rồi. Tới bây giờ luôn nè, và tới bây giờ vẫn còn y ghen nè. Vì dựng thành của toàn server bây giờ là nhận từ cái thời điểm nghỉ tới giờ gộp lại đó anh em, gộp lại dựng thành. Cái này là toàn server đó, nhận full mở nó móc luôn rồi anh em, 900 người. Đó, thì đây là cái cụm của ông Thiên nha. Mình sẽ cho anh em xem cái cụm chân vũ chiến thần. Đây, đây là những cụm trước con nghệ cũ như thế này mới được nha. Trước đây là Ôn Thiên. Đây là quà chân vũ chiến thần. Rồi ok, mình sẽ vô mình xem những cái trận đấu và cái tem của ông. Đầu tiên mình sẽ vô tem trước nha anh em. Đây, một set củ tiêu một. Cái của ông này là phải nói với anh em nhìn phê từ trên xuống dưới luôn. Chiến pháp kim nè. Từ chiến pháp kim cho tới đồ đạc các kiểu luôn. Ông này mà không yêu 8 chứ ông nào không yêu 8 anh em nó full bà hết rồi. Đây, công của ông nè, máu nè, HP của ông nè. 251 triệu nha, còn hơn cái ông kia là hình như rất là nhiều luôn á, hơn cái ông me ông gì ông Duwit ngày hôm qua rất là nhiều. Và tổ của ông còn dữ hơn nữa, anh em biết là đợt nào hình như là chơi kính quê thủy nguyệt đợt nào ông chơi thì phải. Đây nè, công nè 339 gì 39 triệu công, HP 200 mấy, đặt phòng với pháp phòng của ông là 7 mấy luôn à, khủng khiếp. Chiêu mấy bảo gì không phải lộ bảo vật của ổng nè, là đã thằng luyện hết trơn rồi, củ tiêu của ổng đã thằng luyện mấy món rồi nè ha. Ý con này là con men thôi nha, chiến pháp của ổng quá lành. Cái nhu cương ổng chơi chiến pháp kim hết rồi, như động như lôi đình nhất thất hiếu lung linh nữa nè. Đó, đây chỉ là cái con men thôi. Và tiếp theo nè, anh em thấy nè, đây thêm set củ tiêu cũng thằng luyện nè, luyện hết luôn nguyên set củ tiêu thiên ngắn cái gì, cái hai cái bảo vật của ổng cũng thằng luyện luôn rồi. Thiên tử nè, luôn chiến pháp nè, chiến pháp kim không. Nói chung ngày của ông này nhìn phê lắm, cái cụm S1, S2, S3 đồ nó quá ghê. Tiêu thằng liền set không, 4 cái bảo vật cái gì, 4 cái chiến pháp kim nữa nè. Rồi tiếp theo luôn, đây nè cũng set củ tiêu thằng liền, bảo vật thằng liền. Ông này dữ lắm rồi, ghê lắm rồi, ông quá vũ luôn. Cái ngữ giáp mà phải nói cao thì là cái phần tướng thôi đó, tướng với đồ thôi đó. Củ tiêu thằng liền tinh thiện trăm full cả, đó là con tàu táo nha. Đây cứ chữ tiêu cả hai con thiên tướng cũng vẫn xài chiến pháp kim. Con kiều nó xài quả thần nộ luôn em thấy ghê chưa, con kiều dưới này mà nó xài quả thần nộ lên em hiểu rồi. Rồi lười một tiếng hai luôn nè, đó anh em thấy khủng khiếp chưa, cũng là củ tiêu luôn thằng liền. Bảo vật hai cái thằng liền hết nè, tống thì cũng xếp củ tiêu luôn, bảo vật thì bóng luôn nè. 4 cái chiến pháp gọi là cấp đỏ thôi, cấp kim nhiều quá không đủ, nhiều khi hết luôn cái dàn chiến pháp luôn rồi đó. Ông phát ông chơi 4-4-4-4 gì là full mở nó hết rồi còn đâu. Cẩm nang thì khỏi nói, cẩm nang kim không kim hết trơn luôn, kim nè, cẩm nang kim nè, đó phê chưa, nè cẩm nang kim nè. Ổng đang kêu ổng không xài đào nữa rồi, bây giờ không xài đào nữa rồi. Đó, tương út nè, nó chỉ có tương út ngọc đỏ, tại vì để cái đó vô bút cho nhiều. Đây còn nhiêu là kim hết. Đây chỉ có con này là anh em. Ở đây là tôi tại mấy cái chiến pháp. Ổng đang đỏ. Kim không. Tất cả đều là kim nha. Quá trâu rồi, ổng không xài đào nữa rồi. Nghĩ chứ đào luôn rồi. Thằng võ ổng thì khỏi nói luôn, full tia tới giết. Thú của ổng cũng vậy luôn rồi đó. 5 sao bạch ly, 5 sao hoa tiên, 5 sao thằng bạch hổ, 5 sao toan nghê, 5 sao bá hạ, 5 sao trào phong, 5 sao niên thú, 5 sao thanh long, 5 sao những dạng thú toàn là 5 sao không. Để mình xem một cái con tướng gọi là một cái tướng con này hả? Chính hả anh em? Cái tẩy luyện còn không được whip nha. Ai cũng tìm whip đơn này khó lắm. Tôi còn tạo thảo đỏ đỏ mà ổng này là ổng chơi kiểu đập vui vui chứ nghiên cứu
thông tin thì khỏi nói rồi. Một cái kim. À cái này cái đỏ. Kim mình tinh lỗ mười. Nói chung đá này. Việt Lan thiên môn cho con kiều xài dân quá dân quê. Thật ra là không còn nhiều, cũng chưa bỏ vô hay sao. Cái cụm này làm gì mà thiếu cái... Mình tin được này. Thiếu như là không thích lấy hay sao. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua bên cái trận đấu cho anh em xem nha. Đây những cái trận đấu như thế này thì mình chỉ xem chừng một hai trận là nó hết giờ luôn à. Tiếng đồng hồ luôn đó. Đây là 9 tỷ mốt lại 9 tỷ nha, hai ông này khá là căng luôn. Mình sẽ xem 3 trận, ông này thắng 3-0 luôn này. Bên kia là chưa thấy không. Chắc ông chơi thiên tướng quá. Đó, nó lót rất là lâu anh em à. Thấy không? Anh em thấy không? Lót đúng lâu luôn, tôi bấm nãy giờ đó, nó mới vô đó. Bấm vô cái này vô liền đâu. Cụm này, dữ liệu nó lót, cảm ơn lắm. X1 59 con này đâu. Ông này, ông chơi theo cái kiểu là Châu là chùm. Châu là chùm. Con cuối cùng này là con gì? Con này con nhóc này nè. Tài nghi. Em quýnh cáp này. Tôi giáp quýnh không hết, tôi lấy gì tới đào. Đấm kìa. Ủa tôi sách đấm kìa. Ôi ôi anh em ơi, con tôm sách qua đã BK mới gọi là một tôm sách thiệt sự nè. Đúng chí mạng luôn. Ôi ôi tấm. Nhìn phê chưa? Dùng chiếu nha. Đây nè. Trời ơi 1 tỷ mấy đam kìa. À mấy bánh anh là mày xong mày ơi. Mày đi nữa. Còn cuối cùng là đi liền ngán nè. Và anh em thấy cái lượng nộ này thì khá là nhiều. Hết nộ. Nhiều khi quýnh thường cũng được. Tấm. Tấm. Trời ơi 3 tỷ mấy rồi. Cũng khiếp chưa. Thật ơi. Thất sách. Tấm và lầy lọ. Này đi chung với cái hấp thụ ngọc từ từ đam nó còn lên nữa. Ba 4 tỷ mấy rồi. Phá người giáp anh em thấy không? Phá người giáp anh em thấy rõ không? Giáp là không còn được nhiều cả. Khá là mạnh. Đối với những team như thế này tổng sách khá là có lợi. Phá người giáp sướng. Ông kia cũng đâu phá được đâu anh em. Vẫn còn đây. Mày đấm anh, mày đấm. Mày dám đánh anh. Mày dám đánh. Trời ơi, nó quýnh. Khá là đau nha. Quýnh một phát đam là ra hồn luôn đó. Đam chỉ sao tôn quyền thôi, phải. Đang trong cờ anh sách đánh rồi nè. Rồi đã bị phong ấy. Phách lưng phục hổ. Phách lưng phục hổ. Và đam bây giờ đã giảm. Ồ nhưng mà bên kia chết luôn rồi. Hồi nãy là bao nhiêu anh em mà nó bên kia chết luôn vậy. Phách lưng phục hổ. Phách lưng phục hổ. Chịu thôi. Cũng 3 lượt rồi đó chứ.
Anh em biết qua sao nhanh không? Con này đi thuyền quýnh bên kia không có nổ, không bỏ lượt qua luôn, không đánh luôn. Thì bên kia chỉ kết không được nhiều, đấm một cái kìa. Ở bên này là cơ biển là anh em thấy là không bao giờ hết nộ. Tầm này là đi cùng hén là thành. Kim mới được dùng kim thôi. Chỉ số trên đầu anh em thấy cộng nè. Cộng tùm lum hết trơn á, chứ không phải cộng một chỗ đây nè. Đầy 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 đầy. Một dọc cho nên em nhìn từ bên đây qua tới bên này luôn. Full hết mà. Ôi nó đánh thường kìa. Ba chiêu. Trời ơi, tại bao nhiêu vậy? 21.800 gì dạng gì tè le cho gì? Trời ơi, điếm mệt luôn anh em. Cái gì đâu quýnh hai mấy tỷ hả? Đúng không? Hai mấy tỷ luôn à. Bắt đờ phát. Ồ, đấy là trận đấu khủng khiếp hơn cả tôn quyền luôn á. Hết cung thiên này quýnh khủng nhân mấy tôn quyền lay luôn à. Thì vài tỷ đam á là đối với tôn quyền chuyện bình thường. Thì trong sách bữa tôi test tôi thấy cũng yếu yếu ra đó. BK thấy ghê thiệt. Bây giờ có ông nào mà có ạc nào mà tôi đâu có gì, chưa gì review ạc nào hết cả. Tại vì review 4 á, chưa full đồ, tự giáp không nhiều, bánh trong sách cũng không ngon. Tầm này, sách thì thứ dữ. Đăng cấp. Đánh thừa như 2 tỷ mấy đam. Đấm chiêu 2 mấy tỷ. Đó, thấy không, 2 tỷ mấy đam á. 23 ngàn vàng. Ôi nhiều đam trời. Nhiều đam ghê thật sự. Không biết bao nhiêu luôn. Gói luôn. Nè. Nhìn nè anh em. 164.000 vàng. Wow. Cao này thì chỉ có 190 triệu thôi. Hai mấy trăm, Mười mấy tỷ. Ok, đấm thường kìa. Tàu tháo bút luôn. Tàu tháo bút, ví dụ như bị chim cô. Chưa nữa là sao chẳng. Bút ngon, chim tàu thường chưa bút sao. Đây khi mà con tăng ra chậm. Phách lưng của cổ. Làm nha. Thôi. Sách cổ châu vừa giải một hiệp. Giải một cục thiên ngắn à. Phủng lên đi. Bất ngữ giáp luôn. Đứng anh nữa, mày đứng. Bóng hồng ghê nhất. Các bạn thích gì, bạn càng mệt mà. Hùng giai giảng quân. Con cần đôn luôn. Đôn luôn. Ống bút đen. Kiểu nổi dùng thiên à, quá mạnh. Cơ biển mà ông thiên không thứ nào gây đam cả. Ông cái ông đổi tên đó lên không có đam. Ông tính chơi là chơi ăn đam con ông đun kìa. Ăn quà, ăn đam, ăn kiểu chiến hơn, quýnh kiểu quà, anh em quà là thắng. Nhưng mà quà gì nổi với anh trong sách này. Chưa gì hết thấy hơn hai tướng rồi đó. Cách đấm cái kiểu gì mà đấm không chết đâu. Trời ơi, nó quýnh kiểu này mà quà mà thắng sao mà nổi. Trời ơi. Mấy chục tỷ không sao đỡ. Ba mấy tỷ. Tại vì cái mốc cao nhất là phải 31 tỷ không trời.
cao nhất nãy giờ 31 tỷ anh em. Vương quang niết bàn. Lên. Có bức nổ. Cái coi tôi sách tấm trên cái nữa lên. Tại vì càng đứng lâu tôi sẽ nghe rồi. Tôi cũng nghe cái nghe đó. Xích ra biển. Xích rồi. Nhiều hiệu ứng quá anh em, nhìn không thấy hiệu ứng của con lôi nó xích luôn à. Thấy không, nó bị buông lôi xích hết. Tâm em bên này nổ lúc nào cũng có. Bên kia lúc đầu cảm giác không có nổ. Mà có nổ đi chăng nữa bên kia cũng không, không có đe dọa được bên này. Đây để coi tổng sách quấn thêm phát nữa nha. Làm cộng thêm nữa 20. Ấy kìa. Ảo không? Ảo chưa? Né đó. Né nữa đó. Úp cái gì? Hiệu ứng. Thế ghê. Khai thiên tịch địa. Ê quýnh anh. Phách lưng của cổ. Mày, mày, mày quýnh anh. Điều. Bóng hồng ngay nhất. Trời ơi, nó cặp bút. Mày bị sức. Chẳng đó là chẳng. Nè, ông, tao. Và bây giờ chẳng. Thế ông Thiên đánh trước. Đến trước, bây giờ tới ông trước nè. Anh em thấy là 4491 phiếu. Này ông đây là 4003 phiếu. 4003 phiếu. Ủa sao có 4003 phiếu ta? Không lẽ thua cộng sao ta? Cộng như tôi thấy hai mấy ngàn phiếu không? Tôi có 4003 phiếu thôi. Vẫn đang lót anh em ạ. Anh chỉ cần xem hai trận thôi. Màu. Một lượt của nó quánh tao đi muốn gì. Vẫn đang lót. Vẫn đang trong quá trình lót. Trời ạ. Bấm rồi anh em, ở đây bấm luôn. Có qua luôn hả? Nó lắc. Có khi là tài khoản của bạn đã thức nè. Nó không chịu lót luôn à. Tiếp tục. Điều quá khủng khiếp. Đặt rồi. Cái cụm này chẳng nào quýnh cũng hay cả. Nhưng mà hai cái chặng chung kết vẫn là chặng hay nhất, ghê cắn nhất. Rồi tôi biết mà, tôi nghĩ rồi. Tôi nghĩ rồi, thế nào nó cũng bị lắc. À cái này mình ép 700 mấy rồi đó nha, vẫn bị lắc đó. Nhìn tụi sách đánh phê thì cái này rất là phê luôn. Nam nó khủng khiếp. Hơn cả Tôn Quỳ. Nó là một con tướng mà cái dạng phá ngư giáp rồi cộng thêm quốc khứ bệnh quýnh đam gián tiếp nữa. Cộng thêm hùng túc triều quyên, cộng thêm cẩm nang các kiểu con đà điểu. Và lượng đam gây ra cho anh em không. Lượng đam gây ra cho anh em là không có gì bất ngờ. Không, ngạc nhiên luôn. Là ngạc nhiên với cái lượng đam vốn có của anh Tôn Sách. Mặc dù mình test bên chân vũ họ lộn, mặc test ở bên hội võ thiên hạ thì vẫn thấy quá cho lắm, nhưng sau khi xem cái đấu cụm này có lẽ là mùa sau cái ông đổi tên đấy thôi, anh suy nghĩ về Tôn Sách. Chiến thực quà là thắng là của ổng là hơi mệt. Cái gì trời, không cho tôi coi chẳng hai má. Rồi đẩy nguyên que gì vậy, cái nồi không cho mình coi nữa anh em à. Không phải đâu giờ mình coi. Ok, mình sẽ cho anh em xem cái hạng một cái kỳ nha, đừng nó không cho tôi coi luôn hạng một thiệt trời.
Nó đánh con dặn một chán ghê nó lắc rồi, mấy cái cụm này chán vậy đó. Đó, anh em có đang trong thời gian bỏ phiếu có khi nào bị lắc văng ở ngoài luôn không ta? À, có không anh em? Chứ mà đang đặt cược mà đang xem hai trận đấu mà bị lắc văng ra ngoài thì chịu à. Cái này không phải do miệng đâu, do nó lắc là nó lắc dẻ. Hàng anh em tốt cỡ nào thì nó cũng vậy thôi. Đây mình sẽ xem hạng mục các kỳ trước nha. Các kỳ đợt nào? Cái đợt 23 là ai? Cái đợt 23 là ông đổi tên lên thấy không? Cái chiến thuật của ổng là hòa là thắng. Ông tưởng đâu mùa này vẫn tiếp tục xài được, nhưng ông Thiên ông thay đổi một tuần sách vô cái lật ngược tình thế liền thấy không? Ok thì mình sẽ không xem trận 2 nữa đem, mà mình sẽ xem trận 3 luôn cho rồi. Trận 2 nhìn chán quá vậy không cho xem trận 2. Ok, trận 3 là có vẻ là nó không sấy không gì trơn là có lẽ chưa được đó. Thế mình không thao tác được để biết đang đứng rồi này. Đang đứng là lót vô trận, trận 2 nó không cho xem. Vô đi chứ nói gì nữa, đợi gì. Đứng rồi đó anh em. Không, mấy ông thấy không, có gạn không? Bấm vô thôi, mình ngồi tôi xem không, có bố trời nó mới vô. Mà không vô luôn. Đơ luôn rồi đó. Đứng luôn rồi. Phải cái đâu vậy ạ? Lấy thấy Bill 34 vẫn nhẹ nhàng. Vô bấm vô, vô quýt bấm nhẹ nhàng lắm rồi. Còn bấm vô này. À, đứng luôn anh em ơi. Chán thế. Tiếc gì tôi vô tôi like, bữa đó tôi like thử mà bữa đó lục không được cả. Giờ tôi không biết làm gì với nó luôn rồi đó. Chắc chắn mình đăng nhập thì không sao, tại vì cái ạc mình là cụm mới, cụm sau này. Chứ mà đăng nhập cái cụm trước đó thì cũng rất là cực. Ok đã vô rồi, sau 9 tháng 10 ngày thì cũng đã vô trận đấu rồi anh em ạ. Mà me nó bắt giá men dữ liệu cỡ đó rồi kìa. Giờ này nó vẫn cho mình xem những khung cảnh như là cái thành này. Bảo kê thành chay đồ ha. Đây là khung cảnh này, đó bây giờ đi vô tới 800 năm sau mấy con tướng nó mới quay lại. U xanh nó lắc. Rồi bây giờ nó delay luôn rồi anh em ơi. Từ lắc nó chuyển sang delay luôn rồi nha. Đó, bây giờ nó delay thành cái tốc độ siêu chậm. Cái kiểu này là văng ra ngoài nữa rồi. Bạn đường truyền của chú công không ổn nữa rồi. Hứa với mấy ông luôn. Bị tới bây giờ. Ờ như vậy thì mình xem thống kê nó ok hơn nè. Hứa luôn. Bây giờ anh em sẽ xem cái thống kê đam của tôm sách khá là ok nè. Bây giờ nó lết không mà nó không quýt nữa. Đổi skill rồi. Đổi ý hết rồi. Ok ok, đem thấy kìa. Con mấy con hán vũ đế nó đưa 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 lên mất cười không? Đó, đưa đưa lên đứng nè. Đó, đam kìa đem thấy không? Trước mắt là thấy 200 mấy 2000 mấy dạng là đó, 200 mấy triệu rồi đó. Và cái này anh em sẽ nhìn thấy rõ. Khi nào nó bị delay qua bên kia rồi nó lắc luôn ta. Tắt gõ gàng nha. Ba nè. Bốn nè. Rồi mình sẽ trở lại x1 thôi, mình cho nó dễ hơn. Đó, 300 mấy triệu kìa anh em. Phách lưng phục hổ. Phách lưng phục hổ. Né một nha. 8 tỷ mốt. Rồi, đấm thường 2 tỷ mấy. Đã nồi nha, con tung sách nó mạnh thiệt sự. Đây là lần thứ hai mình coi tôn sách trong cái trận thứ hai này, nhưng vẫn rất là bất ngờ và ngạc nhiên với tôn sách. Phách lưng phục hổ. 9 tỷ mấy. Bà mẹ. Đào đâu ra đam mà giữ gì thím.
Không biết bữa đó mấy ông coi lại không biết có mấy cái trận đấu như thế này không. Tôi không biết là trong cái quá trình mà mấy ông ship team đồ này nọ nó có bị lắc không nha. Bị lắc có khi bị đăng nhập ra ngoài không ship được team luôn á. Ba 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 14 tỷ luôn hả? 14 tỷ luôn hay gì đi em ơi. Chỉ mới có lượt một thôi mà nói cỡ đó. Tiếp tục. Tấm thường xương xương 2 mấy triệu. Không thì nắng. Không cái này là không kề không kịp luôn. Càng lúc nó càng lắc. Chiêu đẹp chưa? Nhờ như vậy thì anh em mới thấy được cái kỹ năng và tuyệt chiêu của nó khá là đẹp. Lắc quá anh em khó coi lắm. Khó khó chịu lắm. Rất là lắc. Để mình coi kìa. Bây giờ là mình bấm ga. Bây giờ mình bấm ga nó bị ấy luôn nè, bị đơ luôn nè. Ok thì bây giờ mình sẽ chuyển thành cái chế độ này. Đổi lại. Mình sẽ đổi lại. Sẽ đăng nhập lại lần nữa. Và mẹ. Coi tục sách phê thiệt. Ôi cái tôm sách phê thiệt mà nó tắt. Mình phải reset lại thôi. Chỉ còn cách duy nhất là reset lại thôi. Để coi được cái trận 3 nó hoàn hảo. Chứ cứ đờ đờ gì có khó coi lắm. Cũng khó chịu lắm. Mình đây mình coi còn thấy khó chịu đi mà. Mình coi màn hình bự cho nên mình thấy cảm giác nó hơi cơ hơi mệt mệt. Đờ đờ. Điện thoại chắc. Cho nên mình sẽ xem lại. Cho tôi coi đi mà. Chô. Đừng suy nghĩ nhiều. Đừng lắc. Và đường này đường kia. Video. Ok. Chắc không bị gì đâu ha. Anh em thấy cái thành chìm này. Ok đẹp 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 đẹp. Trời ơi, xem cái trận đấu mà nó cực khổ gì đây hay sao? Ừ. Rồi, bình thường đó anh em. Cái này á, khoan nha anh em, khoan nha. Mà không được, cái này có chỉnh được tốc độ đâu ta. Cái này mình chỉnh tốc độ chậm thêm một chút xíu nữa là đẹp. Tại vì nó thống kê đam lẻ quá, mình nhìn cua kịp luôn. Cũng lại nghi. Tắt mẹ đéo. Xương xương 200 mấy triệu. Tất cả mọi ánh nhìn hãy tập trung vô hết cho tôm sách. Đừng nhìn ai hết, đừng nhìn đúng tôm sách thôi. Rồi ta 300 mấy. Và 8 tỷ mốt. Cấm thường 2 tỷ mấy. Không mẹ chưa. Từ sơ thôi là thấy tôm sách nó gây ra là mấy tỷ đam rồi. Phách lưng của khổ 9 tỷ 2. Khủng khiếp. Từ sơ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Út phụng lai nghi. Mới vô thì chưa thấy mấy cái cây này ha, mấy cái cây này nó kéo dài 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 ra đây, thằng này nó kéo dài dài đây, hai thằng có đụng đâu. Đó, xương xương 2 tỷ mấy thôi, nó thường xương xương 2 tỷ mấy là được. Đó. Tầm này chống đỡ chí lắm. Tầm này chống đỡ giảm đam nhiều lắm. 3 tiền. Anh 15 tỷ. Mình vừa thấy cái thống kê gì nữa. Gián tiếp này sao lên tới 7 tỷ mấy. Gián tiếp. Đây là em full ngựa giáp, full ngựa giáp không. Đây là cái trận mình kiếm hồi. Đây là một trong hai trận, trận đầu tiên mình không thấy ngựa giáp luôn. Mình không thấy ngựa giáp trắng cây, nhưng trận này thì mình thấy ngựa giáp trắng cây bên tiệm kia ha.
tiếp lại thì cũng có một chút thay đổi, em mình khá là trâu. Có chịu nổi hay là không? Thấy ở trên à, cái trận này ông này đánh sao vậy là hòa là thắng đúng không? Trận này ông này đánh trận này ông này đánh trước hay ta đánh sao? Ờ đánh sao bị gì nào? Khi muốn trước vẫn kiếm một thế thôi. 26 tỷ. Ôi hai phát chắc không còn để đâu tấm tính là để con điêu thừa điêu thiền trước đầu của con thích ngon quá không xài đào nha. Này là hai bên đều không xài đào cho đừng có suy nghĩ tới cái gì này bóp ghi ghi bóp nọ không, này là cá nhân hết luôn rồi đó. Chính vì cá nhân như vậy anh em sẽ thấy đạp trực tiếp rất là nhiều. Rồi 33 tỷ luôn. Chính vì không xài đào đó anh em mới thấy đạp trực tiếp ghi ra rất là khủng khiếp. Xài đào thì nó chi giảm sát thương, đạp trực tiếp nó không được nhiều. Nhưng mà vậy coi mới đã. Ghét cho đào luôn chi đâu. Chứ không xài đào không chết đi mà. Cái ông kệ ông văn vô gặp mấy ngạc thì thôi, chỉ có nói một câu duy nhất, không có câu nào để nói hết. Cá à, của mình cái chân nào chết con ngạc này trời, nó búp kìa. Con đại kiều hán nó búp cái là con quan vũ, ví dụ như nông văn chơi quan vũ cam đi. À cái kiểu này gãy đau tao quá mày ơi. Kiểu này gãy đau lắm. Ta chém chắc phải vài trăm tỷ cái, không phải chém một cái nó mà chém vài trăm tỷ cái. Quýnh mà quýnh không có hiệp bộng chứ không có lượt có gì chứ, quýnh không hồi kết, quýnh như đồng chết thôi. Lúc đó mình sẽ cho một cái này là mình chỉ giả thiết thôi nha. Lúc đó mình sẽ cho cái giới hạn nộ của đại kiều lên 300 nộ, 300 nộ xài chiêu lần á nha. Ok luôn, con đại kiều nó 300 nộ chiêu lần kiếm cũng vẫn không chết. Máu nó có nhiều đồ anh em nãy cũng thấy rồi đó. 200 mấy triệu. Mỗi lần quan vũ chém vậy là mất khoảng 5 máu. Thì cứ trừ đi anh em, cứ trừ đi 5 máu và 200 quấn chất tới sang 5. Rồi sau khi cái lượt đầu vừa rồi thì qua thì cái ngự giáp xanh thì vẫn mắc được thiếu ha. Mắc được miếng ngự giáp nhưng vẫn chưa chết. Để coi sau khi đông tách tung thêm một chiêu nữa thì sao đây. Hiện giờ diện hộ ý ghê. Trong sách không làm được gì cả. Anh búp tôi cũng búp. Búp kìa khang. Chỉ mua chế độ búp à. Anh đây nó búp ngựa giáp nó lên kìa. Nhưng mà tem bên này vẫn duy trì được cái lượng nộ khá là ok. Chết rồi. Chết chết. Giáp bên kia mắc khá là đáng. Cái này đang đợi xích cửu châu nó đủ mà hơi cực. Xích cửu châu nó hồi rất là lâu. Nhìn nãy giờ hơi lâu rồi nha. Cái nồi quýt nó luôn kìa. Trời ơi má ơi, nó cộng 20 đam cùng tấm. Đúng
bằng rồi nè. Chiến giờ này cũng khá là chí. Rồi, chạy hai đống băng đã hết rồi đó. Đam giảm rồi. Keo điêu thiền quýnh không có đam luôn à. Không có đam luôn. Vẫn được hai mấy tỷ rồi giỡn. Trời ơi, hồi sinh luôn rồi kìa. Rồi cái giáp có bộ cũng chịu không nổi tông sách. Chịu không nổi với tông sách thiệt. Thích nó đấm ghê quá, nó đấm. Thế nữa nè. Ôi ôi máu nó vô rồi, 30 mấy tỷ rồi. Rồi con thiên tướng nó ra luôn, bị sức. Ma can mà đa đa thì chứ. Cấm một phát 30 mấy tỷ, 36 tỷ là cái cao nhất hiện tại hồi nãy giờ. Vẫn chưa vượt cái mốc 36 tỷ đâu nha. Chưa thấy nó vượt cái mốc 36 tỷ. Hơn nữa không? Rồi hết cái đằng này thì nó hơn được không? Chắc chắn là ông này cũng win rồi. Tăng nộ à. Giờ này mà ông kia còn xài bạch chặt luôn á. Ổng kiểu chơi hoài là thắng, cho nên ổng hấp tung nào hạn chế đam cỡ ra nào thì tối quá cỡ đó anh em à. Ui 9 tỷ mấy như nhiều, 8 tỷ mấy chứ nhiều. Rồi đã vô trạng thái đóng con mở nó băng nữa rồi. 8 này bỏ rồi. Và tới cái lượt chính. Chết rồi. Mày dập bước ra cầm. Né một thôi, 27 chỉ là cái mốc cao nhất nãy giờ vẫn chính chốt lại là 36. Đánh thường lên 8 tỷ mấy rồi đó. Tám tỷ ba. Tại phong án bởi vì mấy cái trận lay thì mà ra mà mấy cái phong ngắn kia coi coi lên 37 tỷ 8 luôn em ơi, chết luôn nội kia luôn. Làm cỡ đó đó. Suy ngữ giáp mà đỡ. Hết con men luôn rồi. Rồi thì bao nhiêu nó chắc còn sống, không chết được. Chát hơi chữ rồi đôn với lại anh là chắc không chết rồi. Được thứ 10 thì sao đây? Tầm này. Nếu mà không có những cái con thú mà trời ơi 8 tỷ 9 luôn rồi. Nếu mà không có những cái như là cái phong thiên án đồ này kia thì nó đỡ đỡ hơn. Có phong thiên án đồ này kia đồ lại nó xích quá. Ra những con đâm chính không được thể hiện. Trời, 50 tỷ rồi anh em. 50 tỷ là cái mốc Guinness của anh Phong Sách đang sở hữu hiện tại. Tôi dám chắc chứ mấy ông luôn, sau cái beta này thì Phong Sách là cái beta mạnh nhất ở thời điểm hiện tại luôn.
Đối với những team lay nha, lay khủng khiếp như thế này nha. Chứ mà thích đem vô mấy cái team kia Bilba là quýnh thôi thua. Quýnh không có nổi anh em à. Không có đủ đam á, mấy ông này dạng full hết rồi. Ê, cái cụm này là meta đẹp, cái cụm này là tôn sách vẫn là số 1. Tôn quyền không có cửa luôn. Tôn quyền có thể nói là không thể nào mà gây đam được như tôn sách luôn á. Cho dù có gây đam được nhiều đi chăng nữa thì nó cũng không xuyên qua được cái lớp ngự giáp của những con đại kiều với lại những cái con điêu xuồng nó bấp. Nhưng mà tôn sách thì khác, một vị tướng có thể xuyên ngự giáp thì cho nên là anh em thấy là nó sẽ gây ra một cái đam rất là khủng khiếp. 50 tỷ là cái mốc khủng khiếp. Phải nói bây giờ tôi mới thấy con sách này nó còn bá hơn cả con tôn quyền được, bá hơn cả con tôn kiếm tích cỡ nào này nào, quánh anh lạnh đấm, quánh anh lạnh đấm hai lượt thôi. Nếu mà không có phong liên ngắn nha, không có bộ lôi nha, này thấy con tôn sách nó thể hiện hơn nữa. À, vì có con tôn sách có thêm nguồn chăn cơ gì, vì có cái phong liên ngắn rồi, có thêm nguồn chăn cơ rồi, thêm con bộ lôi nữa, xích con sách ba vị trí xích, cho nên là nó không gây được nhiều. Mình vẫn chưa xem cái thống kê á. Thống kê thì gây ra chắc anh em cũng mệt lắm, đóng số luôn á, lo mà điểm. Rồi, video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.